Hà các ba, hôm nay mình đã thiết kế một cái câu chuyện tên là Ngày Giáng Sinh của Mary. Bây giờ mình sẽ kể cho các bạn nghe. Ngày xưa có một gia đình nọ, có ba người. Người mẹ tên là Lucy, người chị tên là Maya, còn người em tên là Mary. Một hôm ở gia đình ấy đi ra ngoài và gặp một chú người tuyết. Mọi người đều không biết ai đã xây chú người tuyết này nên đã hỏi những người trong gia đình. Mary nói: "Chị có phải là người xây không? Và mẹ nữa, có phải hai người đã xây mà quên nói với con không hả?" Người chị tên là Maya nói: "Có mà em với mẹ ý, chị còn chưa được xây tí nào cơ mà." Mẹ nói: "Mẹ cũng chưa xây, mẹ không biết xây người tuyết." Ba người cãi nhau một hồi rồi nói: Chắc là cả ba mẹ con mình không phải là người xây người tuyết này rồi. Mary nói: "Nhưng mà con thấy người tuyết thật đẹp và chiếc mũ của nó nữa. Và có một chiếc mũi cà rốt rất to. Con rất thích bé người tuyết này." Mẹ nói: "Thôi chết rồi, chúng ta không thể nói chuyện nữa. Sắp bão tuyết rồi, các con hãy về đi." Mary Maya nói: "Vâng thưa mẹ." Mẹ nói: "Bây giờ các con đứng ngoài này để mẹ mở cửa nha." Mary bỗng hét lên: Ôi! Thế là Maya nói: "Có chuyện gì vậy em?" Mary nói: "Có một chú sâu." Maya nói: "Nó ở đâu?" "Nó đang ở trên váy em nè." Mẹ của hai bạn là Lucy. Mẹ bảo: "Đâu để mẹ vẫy con run đi là được cái gì?" Trong lúc mẹ vẫy đi thì Maya lại hét lên: "A!" Mẹ lại hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Maya nói: "Nhà mình tại sao lại tự nhiên trang trí đẹp như vậy?" Mẹ nói: "Mẹ cũng không biết nữa. Ai trang trí thì mẹ không biết, nhưng mà như thế là được rồi." "Nhưng bây giờ chúng ta phải về thôi." Trong lúc đó, bạn người tuyết cùng với những người bạn, đó chính là ba chú tuần lộc, ở trong đó có Rudolph, và những bạn người tuyết khác. Và bạn đội trưởng người tuyết nói: "Cậu có chuyện gì vậy?" Thế bạn người tuyết nói: "Ôi, hôm nay đã một ngày may mắn của tôi." Mấy bạn người tuyết khác nói: Chuyện gì vậy? Tại sao lại may mắn? May mắn cái gì? Chuyện gì cơ?" Bạn người tuyết nói: "Hôm nay tôi đã gặp được ba người." Tất cả hét lên: "Thật là..." "Thôi chết rồi, nguy rồi. Cậu gặp bọn họ có nói gì không?" Bọn họ không biết ai xây tớ. "Tất nhiên là ông già nói em rồi." "Ô, thôi chết rồi." Mấy Rudolph nói: "Nè mọi người, chúng ta phải về để giúp ông già nói em chuẩn bị quà." Thế là
Mấy bạn vội vàng chạy đi, vừa đi vừa nói, vừa hát bài Giáng sinh. Trong lúc đó, mẹ Lucy, Maya và Mary đang chuẩn bị ngủ. Mẹ nói, các con phải đi đánh răng, đi súc miệng trước khi ngủ trưa. Chúng ta vừa đi, vừa ăn xong. Mary nói, con đã súc miệng rồi. Maya nói, con cũng vậy. Mẹ nói, mẹ thì mẹ súc miệng rồi, nhưng mà bây giờ đến lúc ngủ thôi. Chiều hôm ấy, mẹ của Lucy nói, các con hãy đi thay bộ đồ đẹp nhất để chuẩn bị sang nhà bạn thôi nào. Lucy và Maya và Mary nói, vâng thưa mẹ. Và khi hai bạn đã thay xong, mẹ nói, các con mặc đồ gì vậy? Mary tự tin nói, dạ, con mặc đồ giống như công chúa ngủ trong rừng. Con ước là được làm cô công chúa ngủ trong rừng. Người chị nói, em buồn cười quá, công chúa trong rừng chỉ là chuyện cổ tích thôi. Em mặc đồ cũng giống đấy, nhưng mà chưa có hoa văn thôi. Hi hi, còn con thì mặc bộ đồ chấm bi mẹ mới mua cho con nè. Mẹ nói, để mẹ gọi taxi nha. Xong hai bạn nói, không, bọn con muốn đi xe của nhà mình. Vâng vâng, đi xe nhà mình đẹp hơn. Thế là mẹ bảo, đợi mẹ đi xuống hầm lấy xe. Mấy con ở ngồi trên này nha. Mẹ bảo là, nhớ đứng ở đây không được đi theo người lạ nhớ chưa. Mẹ lên tí rồi mẹ lên. Khi mẹ lấy xe xong, này các con lên xe thôi. Mẹ ơi, mình sang nhà bạn Mariana được không? Con muốn chơi với bạn ấy. À, mình chỉ sang để tặng quà Giáng sinh cho bạn đấy thôi. Chứ bạn đấy đang học bài. Vâng, nhưng mà tại sao lại học bài trong mùa Giáng sinh? Mùa Giáng sinh phải đi chơi chứ. Mẹ nói, à, là vì bạn ấy có một bài tập chưa hoàn thành xong. Maya nói, vâng, thế bây giờ mình đi lên xe nữa. Còn chần chờ gì nữa, lên thôi. Mọi người đi trong chiếc xe có hình chú thỏ và chú tuần lộc. Mọi người đi và vừa đi vừa hát ca khúc Giáng sinh. Mọi người rất vui vì sắp đến được nhà bạn ấy. Bỗng nhiên có một dàn mưa đến. Và mẹ của bạn ấy quyết định phải đi nhanh lên để không có bão tuyết là thôi luôn. Thế là mấy bạn đấy đã đến được nhà của bạn. Nhưng mà bạn không biết là bạn đấy đã đi ra công ty cùng với mẹ. Nên là mẹ Lucy và chị Maya và em Mary đã đặt một chú gấu bông vịt ở trước cổng để tặng bạn Mariana. Mọi người lại lái xe đi về. Ở bên kia có một chú tuần lộc và một chú thỏ, nhưng ở bên này mọi người lại quên trang trí mất rồi. Bỗng nhiên đi qua một bức tường kẹo và bỗng nhiên Maya và Mary hét lên, mẹ ơi nhìn kìa. Thế là mẹ đi xuống xe và thấy các chú người tuyết biết nói vừa đi tìm ông già Noel, vừa hát khúc ca Giáng sinh.
Mọi người rất vui vẻ vì biết điều đó. Mọi người đã nhảy ra và nói: chúng tôi không muốn làm hại bạn, hãy đến bữa tiệc mùa hè của bọn chúng tôi. Thế là mọi người đến bữa tiệc mùa hè. Hết chuyện rồi. Siêu thế. Bye bye.